Kính thưa đồng chí Trung Quân Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Thưa các vị đại biểu Quốc hội, thưa các vị đại biểu Hội đồng dân thành phố, thưa các vị khách mời, thưa toàn thể cử tri thành phố. Sau hơn 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm Kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp vui mừng và vinh dự với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tầm Thị Phám, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Đây là niềm vui, sự chia sẻ, động viên kịp thời là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Phát biểu chỉ đạo của đồng chí đã định hướng sự phát triển cũng như chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế phải khắc phục trong thời gian vừa qua. Hội đồng nhân dân thành phố đã nghiêm túc tiếp thu, đưa vào nghị quyết kỳ họp và giao thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả. Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố và miễn nhiệm các chức danh Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng dân thành phố. Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả này thể hiện sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo sâu sát của thành ủy trong việc kiện toàn nhân sự chủ chốt của thành phố là việc làm đầy trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhằm góp phần khắc phục những thiếu sót về công tác nhân sự trong thời gian qua, đảm bảo sự lãnh đạo điều hành của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố trong thời gian đấy. Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp lần này là tập trung xem xét đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế quốc phòng, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018, đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2018, năm bản lề trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2016-2020. Với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, các tài liệu kỳ họp, kỳ họp đã được Ủy ban dân thành phố, các ngành liên quan chủ động chuẩn bị sớm đúng thẩm quyền quy định thủ tục đảm bảo tiến độ và chất lượng các ban hội đồng nhân dân thành phố đã chủ động đồng hành và thẩm tra một cách khách quan trách nhiệm và được cung cấp kịp thời các thông tin tài liệu cho đại biểu hội đồng dân thành phố chương trình nội dung điều hành kỳ họp khoa học phát huy cao vai trò trách nhiệm trí tuệ tâm huyết và thể hiện rõ chính kiến của đại biểu trong thảo luận và chất vấn kỳ họp có 30 đại biểu thảo luận về 32 nội dung và 25 đại biểu chất vấn về 52 vấn đề. Nội dung thảo luận và chất vấn đã được lựa chọn, phân chia hợp lý theo nhóm có trọng tâm, trọng điểm sát với thực tiễn và phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố. Cách thức chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực đã được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao. Các vị ủy viên ủy ban dân thành phố đã phát huy vai trò thẳng thắn nhận trách nhiệm trước những vấn đề thực tiễn đặt ra và những vấn đề cử tri quan tâm bức xúc qua thảo luận và chất vấn đã chỉ ra các nguyên nhân xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp cụ thể thiết thực để khắc phục có hiệu quả những hạn chế bắt cập không khí kỳ họp dân chủ sâu nổi đảm bảo tính dân chủ tất cả hướng đến mục tiêu đáp ứng những kỳ vọng chính đáng của cử tri thành phố hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao phát biểu của đồng chí chủ tịch ủy ban dân thành phố phát biểu không chỉ thể hiện sự tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận chất vấn tại kỳ họp mà còn thể hiện sự tâm huyết, trăn trở, trách nhiệm, quyết liệt và quyết tâm trong định hướng phát triển của thành phố cũng như thực hiện các nghị quyết của Hội đồng dân thành phố. Trên cơ sở thảo luận xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, Hội đồng nhân dân thành phố đã thống nhất những vấn đề cơ bản các chủ trương mang tầm vĩ mô của thành phố, các giải pháp căn cơ để thực hiện có hiệu quả những chủ trương nhiệm vụ đề ra trong năm 2018 và đã nhất trí thông qua 34 nghị quyết tại kỳ họp với tỷ lệ thống nhất cao. Kết quả kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định trách nhiệm sự nỗ lực của hội đồng nhân dân thành phố ủy ban nhân dân thành phố của các cơ quan liên quan trong việc quyết tâm đồng hành thực hiện các chủ trương của thành ủy các nghị quyết của hội đồng nhân dân và chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực trên địa bàn thành phố kết quả kỳ họp cũng cho thấy hoạt động của hội đồng nhân dân ngày càng gắn bó với nhân dân thành phố mỗi đại biểu thực sự là đại diện cho tiếng nói của cử tri những chính sách chung được thông tin rộng rãi giúp cử tri thuận tiện theo dõi và tham gia đóng góp ý kiến trên cơ sở đó, Hội đồng Nhân dân thành phố trân trọng lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị sắc đắn và hoàn thiện, nâng cao chất lượng các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi đánh giá cao và biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức chu đáo của văn phòng và các ban hội đồng nhân dân thành phố, tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung và trách nhiệm cao của các vị đại biểu hội đồng nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố. Tất cả đã góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể bà con cử tri thành phố. Xây dựng Đà Nẵng đã thành thành động động lực của khu vực miền Trung Tây Nguyên theo tinh thần nghị quyết 33 của bộ chính trị là khát vọng, nhắc quán và với quyết tâm chính trị cao nhất của chính quyền và nhân dân thành phố. Mục tiêu đó không cho phép chúng ta hài lòng với những gì đã có. Chúng ta tự hào với những thành tựu trong thời gian qua, song đây mới chỉ là nền tảng tiền đề cho sự phát triển. Chúng ta đã và đang tiếp cận tầm nhìn chiến lược dài hạn, tính bền vững, đột phá trong phát triển từ khâu quy hoạch đề ra các chủ trương chương trình dự án trọng điểm động lực cơ chế chính sách nguồn lực thực hiện đánh tính công khai minh bạch và dân chủ nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 đã được thông qua vấn đề quan trọng là hãy nhanh chóng vào cuộc và vào cuộc với một sự năng động quyết liệt trách nhiệm có tư duy cách làm mới công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành phải khoa học sâu sát kịp thời tổ chức thực hiện phải đảm bảo tiến độ hiệu quả trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo các cấp phải rạch ròi, phải phát huy cao độ trí tuệ của đội ngũ cán bộ, phải biết lắng nghe và trách nhiệm với những kiến nghị bất xúc của cử tri. Công tác kiểm tra giám sát phải thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, kỹ cương hành chính phải được đề cao và chế tài xử lý phải hết sức nghiêm minh kịp thời. Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố trên cao sở chức năng nhiệm vụ của mình sau kỳ họp bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Hội đồng nhân dân thành phố chia sẻ với những khó khăn mà các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố đang đối diện trong quá trình thanh tra điều tra hiện nay. song không vì lý do này mà dừng lại, không dám làm, không dám bứt phá vương lây. Hơn bao giờ hết, đây chính là thời điểm phải vào cuộc quyết liệt và tâm huyết, cùng đành hành, đồng hành, cùng chịu trách nhiệm, có phương pháp cách làm, vừa đảm bảo quy định, vừa vận dụng sáng tạo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn thước đo hàng đầu của sự công hiến là hiệu quả công việc lời hứa với cử tri là sự thể hiện trách nhiệm nhưng chưa đủ trách nhiệm cao nhất đó là thể hiện lời hứa đó bằng hành động bằng việc làm cụ thể và cuối cùng nghị quyết phải được thực hiện nghiêm túc đáp ứng sự hài lòng niềm tin của cử tri và của nhân dân và đây cũng là ý kiến chỉ đạo và là kỳ vọng của đồng chí tàm thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội hội đồng nhân dân thành phố đề nghị các vị đại biểu hội đồng nhân dân thành phố phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm phải là những người đại diện xứng đáng của nhân dân phải có tâm sáng chính kiến bản lĩnh khí phách cùng vào cuộc quyết liệt đồng hành với các thành viên ủy ban nhân dân thành phố xem sự hoàn thành nhiệm vụ của ủy ban nhân dân thành phố chính là sự hoàn thành nhiệm vụ của mình chỉ trích phê phán tồn tại khuyết điểm là bản lĩnh đúng đắn cần thiết nhưng chỉ đứng nhìn và lái chỉ trích phê phán làm thước đo là chưa đủ và chưa công bằng phải thấy những sai trái hơn chế đó có một phần trách nhiệm của mẫu chúng ta. đồ hỏi của tri dành cho đại biểu là phải sâu sắc cơ sở, nắm chắc tình hình, thể hiện bằng hành động, quyết liệt trong việc khắc phục, xử lý những sai phạm tồn tại bắt cập và những vấn đề bức xúc trong cuộc sống mà cử tri quan tâm. Với tinh thần đó, hội đồng nhân dân thành phố giao thường trực hội đồng nhân dân thành phố phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là triển khai có hiệu quả giám sát chuyên đề, hậu giám sát, chương trình hội đồng nhân dân thành phố với cử tri v.v. Vâng vâng các bang và các đại biểu hội đồng nhân dân thành phố xây dựng triển khai chương trình hoạt động giám sát khoa học có trọng tâm trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương chú trạm phát huy vai trò của từng đại biểu trong thời gian giữa hai kỳ họp nhất là tăng cường tiếp xúc cử tri giám sát chặt chẽ việc thực hiện lời hứa của các thành viên ủy ban nhân dân thành phố và việc giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn thành phố hội đồng nhân dân thành phố đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố các tổ chức thành viên mặt trận đồng hành cùng với các chủ trương của hội đồng nhân dân thành phố đồng thời thường xuyên theo dõi kịp thời phản ảnh và góp ý để hội đồng nhân dân thành phố thực hiện tốt chức năng giám sát của mình. Đặc biệt ủy ban nhân dân ở mặt trận tổ quốc thành phố chủ trì triển khai quyết liệt đề án giám sát đại biểu dân cử, đánh giá đúng chất lượng hiệu quả của từng đại biểu, không chỉ qua hoạt động thảo luận chất vấn tại kỳ họp mà các hoạt động khác theo chức năng giữa hai kỳ họp, nhất là tiếp nhận tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, đeo bám các vấn đề bức xúc kéo dài, qua đó có phần nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu trong thời gian đấy hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi bà con cử tri nhân dân thành phố cùng đoàn kết thống nhất chia sẻ ủng hộ và đồng hành kịp thời thông tin phản ảnh theo dõi gắn bó với đại biểu và giám sát hoạt động của hội đồng dân các cấp nói chung vai trò của các đại biểu hội đồng nhân dân thành phố các cấp cùng đại biểu từng đại biểu thực sự là đại diện cho quyền lợi hợp pháp và chính đáng của mình chúng ta tự hào những thành quả đã được trong mục tiêu xây dựng thành phố văn minh an bình nhất là những hình ảnh đẹp đáng trân trọng của người dân thành phố song sự phát triển đang đặt ra những bất cập và nhiệm vụ hết sức nặng nề mục tiêu đó có đạt được hay không niềm tự hào của người dân đà nẵng có giữ vững hay không vai trò quản lý điều hành của chính quyền là hết sức quan trọng nhưng không thể không nhấn mạnh vai trò mỗi người dân thành phố từ việc chấp hành chủ trương quy định trong quản lý đô thị như lắng chiếm vỉa hè lòng đường xây dựng trái phép giải tỏa đền bù đến các hành vi cụ thể trong thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị rõ ràng để phát triển nhanh thực hiện một chủ trương xử lý các bất cập không thể làm ngay mà phải có quá trình. xong hội đồng nhân dân thành phố sẽ vào cuộc quyết liệt và làm hết sức mình, không để chậm rễ, không để kéo dài, luôn đồng hành cùng người đi doanh nghiệp trên cơ sở giải quyết hài hòa lợi ích cộng đồng, doanh nghiệp và người dân. với tình thần đó tôi đề nghị nhân dân phát huy tinh thần lập chủ, mỗi người mỗi nhà công dân họ gia tộc xây dựng gia đình mình, tổ dân phố mình, xây dựng thành phố thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào, đồng chí cả nước và niềm tin yêu của bạn bè quốc tế nhân dịp này tôi bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn nhân dân cử tri thành phố các doanh nghiệp đã luôn quan tâm đồng hành chia sẻ những ý kiến đóng góp quý báu và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố nhất là đồng hành cùng thành phố trong việc thực hiện các chủ trương về sự phát triển của cộng đồng và của xã hội kính thưa các đồng chí thưa các vị đại biểu thưa toàn thể cử tri thành phố kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân thành phố khóa chín đã thành công tốt đẹp thay mặt hội đồng nhân dân thành phố tôi xin chân thành cảm ơn ban thường vụ thành ủy đã luôn quan tâm chỉ đạo sâu sắc và kịp thời đối với việc kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của hội đồng nhân dân thành phố trong thời gian qua cảm ơn ủy ban mặt trận ủy ban nhân dân thành phố ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố các cơ quan liên quan và các đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đã tích cực chuẩn bị và đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời đưa tin về hoạt động của kỳ họp đến đồng bào và cử tri của thành phố một lần nữa thay mặt thường trực hội đồng nhân dân thành phố xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, các vị đại biểu hội đồng nhân dân thành phố, các vị đại biểu khách mời cùng toàn thể bà con cử tri và nhân dân thành phố lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa chín nhiệm kỳ 2016-2021. Xin trân trọng cảm ơn.